Trung tâm Thế hệ trẻ xin giới thiệu cassette và CD Thế hệ trẻ 1 với chủ đề Kìa con bướm vàng, một băng nhạc được đặc biệt thực hiện cho tuổi thơ Việt Nam. Băng nhạc song ngữ Thế hệ trẻ 1 Kìa con bướm vàng quy tụ 10 nhạc phẩm lành mạnh mang tính cách giáo dục rất thích hợp với tuổi thơ. Cassette và CD Thế hệ trẻ 1 Kìa con bướm vàng là quà tặng đặc biệt cho các em. Xin kính mời quý vị và các em thiếu nhi nhớ đón nghe. Đặc biệt Trung thu. Vào thứ Bảy và Chủ nhật tuần qua, hội chợ Trung thu đã được tổ chức rầm rộ tại Garden Grove Park, thị xã Garden Grove. Một trong những chương trình nổi bật của hội chợ Trung thu là chương trình văn nghệ thiếu nhi. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt Trung thu. Năm 1993 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sinh hoạt văn nghệ thiếu nhi Việt Nam. Sau 18 năm lưu vong, sau những ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa âm nhạc Âu Mỹ, giới phụ huynh rất quan tâm đến thế hệ trẻ lớn lên tại hải ngoại, sợ các em quên tiếng Việt và lãng quên cội nguồn dân tộc. Từ đó, phong trào khuyến khích các em tập đọc, tập hát tiếng Việt được cổ động mạnh mẽ. Gần đây nhất, một trung tâm văn nhạc thiếu nhi Việt Nam vừa được thành lập với chủ trương thực hiện băng nhạc thiếu nhi mang tính cách giáo dục tuổi thơ Việt Nam. Đó là Trung tâm Băng nhạc Thế hệ trẻ. Vào tháng 10 năm 93, Trung tâm Thế hệ trẻ
đã cộng tác với nhóm Nắng Mới để tổ chức cuộc thi văn nghệ thiếu nhi tại Garden Grove Park. Hơn 40 trẻ em Việt Nam đã cùng nhau đàn, ca, múa hát như những con chim non dưới sự chứng kiến của hàng ngàn khán thính giả. Đặc biệt, chị Lê Nha Ý và nam ca sĩ Trung Tử Lưu đã đại diện Trung tâm Thế hệ Trẻ đóng vai bà Tiên và chú Thỏ Ngoan để giới thiệu chương trình. Các em ơi, các em có thấy ai kêu bà Tiên không? Hả? Ê, bà Tiên, dữ quá. Chú Thỏ Ngọc, tại sao chú Thỏ buồn khóc vậy hả? Chị Hằng với chú Cụi lên Cung Trăng ở rồi, không có ai chơi với Thỏ hết đó. Bây giờ bà Tiên làm gì cho Thỏ vui đi. Mặt trăng thì xa quá, thì hay là mình tổ chức một chương trình văn nghệ thiếu nhi đi. Qua những tiếng vỗ tay liên tục và những gương mặt say mê theo dõi chương trình, người ta thấy được sự thành công của các em đang trình diễn và đặc biệt của nhân vật bà Tiên và chú Thỏ Ngoan. Có nhiều em đã nhất định đòi phụ huynh đưa các em ra phía sau sân khấu để gặp bà Tiên và chú Thỏ. Sự thành công bất ngờ của nhân vật bà Tiên và chú Thỏ đã khiến cho Trung tâm Thế hệ Trẻ và nhiều phụ huynh hân hoan. Hình như mọi người đều có một ý nghĩ chung. Nếu các em yêu thích và tin tưởng ở nhân vật bà Tiên và chú Thỏ Ngoan, như vậy tại sao chúng ta không dùng hình tượng bà Tiên và chú Thỏ để hướng dẫn các em chăm lo học hành, nghe lời cha mẹ thầy cô để trở nên những em bé Việt Nam ngoan? Phong trào thiếu nhi, văn nghệ thiếu nhi hiện nay tại Cali hiện giờ đang phát triển rất là mạnh. Các em tuy sinh ở Mỹ và trưởng thành ở Mỹ nhưng mà các em cũng cố gắng hát tiếng Việt và ba mẹ các em đã cho các em học tiếng Việt. Tập hát tiếng Việt đó là một điều rất là đáng khích lệ, bởi vì âm nhạc là một hình thức giáo dục rất là quan trọng, chẳng những giúp cho các em học tiếng Việt, nhớ nhạc Việt Nam, mà quan trọng nhất là các bài hát đều mang tính cách giáo dục, giúp cho các em nghe lời cha mẹ thầy cô để trở nên những đứa em bé ngoan. Quả thật, âm nhạc là một hình thức giáo dục vừa học vừa chơi rất hữu hiệu. Mỗi lần các em nghe và hát nhạc thiếu nhi, những lời nhạc dạy dỗ các em nên người thấm dần vào trí óc và tâm hồn của các em. Đó là những bài học giá trị mà chúng ta, những bậc phụ huynh vì quá bận rộn với miếng cơm manh áo, đôi khi ít có cơ hội để dạy bảo cho các em. Một thế hệ trẻ lành mạnh không phải tự nhiên mà có. Thế hệ đó cần phải được đào tạo ngay từ bây giờ. Và đó là điều mà Trung tâm Thế hệ Trẻ đang cố gắng thực hiện. Mẹ thương con như vân trăng tròn mùa thu. Lời mẹ yêu mến như làn gió đùa mà thôi. Được biết, để phổ biến phong trào văn nghệ thiếu nhi đến các tiểu bang xa, Trung tâm Thế hệ Trẻ sẽ cho phát hành video Bà Tiên và chú Thỏ Ngoan, văn nghệ thiếu nhi đặc biệt. Mời quý vị và các em đón xem video Bà Tiên và chú Thỏ Ngoan. Trong những điều kiện hạn chế về tài chính và thời gian mà nhóm Nắng Mới và Trung tâm Thế hệ Trẻ đã tổ chức một cuộc thi văn nghệ thiếu nhi hải ngoại thật thành công. Đó là một điều đáng khích lệ. Và đáng khích lệ nhất là các em đã tham dự cuộc thi rất đông đảo. Đa số các em sinh ra hoặc lớn lên tại Hoa Kỳ, vậy mà chẳng những các em biết nói tiếng Việt mà còn biết hát tiếng Việt. Từ những bước chập chững của một số em đang tìm về cội nguồn dân tộc, sẽ còn cả một thế hệ trẻ Việt Nam theo đó mà tập nói, tập hát tiếng Việt. Xin một tràng pháo tay thật to, thật lớn cho một thế hệ trẻ Việt Nam vui tươi và lành mạnh. Ông chẳng chả vợ đàn ông, chả chồng cô gái, chả trái cây cà, chả hoa kê bưởi, chả lưới cần câu, chả tàu con ngựa, chả nhựa canh sung, chả vung nồi chó, chả mo đền thánh, chả lính nhà vua, chả bút học trò, chả mó cây câu, chả mó cây câu.